Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ gắn biển công trình Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình giai đoạn 2. Đây là công trình tiêu biểu được lựa chọn để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể cấp tỉnh. Sau hơn 10 tháng thi công, đến nay công trình Trường Trung cấp Kỹ thuật Du lịch Công đoàn Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành với các hạng mục: khu ký túc xá sinh viên với 37 phòng, nhà thực hành, nhà đa năng, khu rèn luyện tập thể dục thể thao, tổng kinh phí đầu tư gần 30 tỷ đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo môi trường đào tạo thân thiện, hiệu quả, khép kín từ học lý thuyết đến thực hành, qua đó góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp quản lý đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn tay nghề, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức. Học sinh sau tốt nghiệp có kỹ năng thuần thục, tay nghề vững, có khả năng làm việc theo nhóm hoặc tự tạo việc làm độc lập, góp phần giải quyết bài toán nguồn nhân lực có chất lượng tại địa phương và trong khu vực. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh được ủy quyền quản lý trực tiếp. Hiện nhà trường đang đào tạo 8 mã nghề, bình quân mỗi năm tuyển sinh được 400 học sinh học nghề hệ trung cấp và văn hóa theo chương trình trung học phổ thông. Năm 2013, nhà trường đã được đầu tư giai đoạn 1 trị giá 35 tỷ đồng trên diện tích 19.500 m2, gồm khu phòng học, khu nhà thực hành và nhà hiệu bộ cùng một số hạng mục phụ trợ.